Rồi bây giờ mình đi xuống khu vực bắn súng nha mọi người. Trong đó cái người đầu tiên bắn cuối cùng. Tụi em. Wow. Wow. Phê lắm mọi người ơi. Wow. Oh my chui. Đây là những cái target để mình bắn vô nha mọi người. Đó. Nguyên một group 6 người, người 10 viên. Đây anh đội nón đầu tiên nè. Đó, anh đội nón tay bèo đó mọi người. Chuẩn bị. Nó đụng chứ cái lỗ. Wow. Đây sẽ có các anh bộ đội tại địa đạo để dẫn cho mọi người bắn nha. Âm thanh thì rất là lớn nha mọi người, phải chùm tai nghe lại. 3 triệu. 3 triệu, 3 triệu. Bình ơi bắn lần nào chưa Bình? À, đây là cảm giác háo hức chuẩn bị bắn lần đầu 10 viên. Dạ 10 viên. Phê ông Bình ơi, phê ông Bình ơi. Anh áo trắng này nghe đồn hồi đó là đi bộ đội dữ lắm nè, để coi anh bắn sao nha. Anh nhắm dữ lắm. Wow. Quá dữ, quá dữ. Rồi, người thứ ba nha anh em. Quay nhiều góc nha. 10 viên. Quay sau rồi quay ngang. Okay. Tốt nè, vô tốt.
giờ test thử cho nè, bắn thử cái này thấy sâu dập quá, đầu tiên sao chơi luôn á. Đấy hãy kia nổ rồi nè, quay chuẩn bị chuẩn bị hết đạn rồi. Mọi người ở đây có rất là nhiều loại súng ha. Đấy, có những loại súng trên xe ship bắn xuống kìa mọi người. Món này vui á mọi người ơi. 10 viên 55 550. Hay nha mọi người. Nhiều loại. Nha mọi người. Wow, wonderful. Này, bắn luôn nha anh em. Wow. Trúng không vậy? Ui, giật dữ vậy. Tiếp. Toàn hả? Rồi, kết thúc 10 viên đạn dừng đi đây nha anh em. Rồi, sau khi bắn súng xong rồi giờ mình tham quan địa đạo nha mọi người.